Kính sư giải đáp, Lục Đế có sanh diệt không và vì sao? Nó như thế này nè quý vị. Đức Phật nói đó, Anicca Vata, tức là đó, các cái hành là vô thường. Các hành đây là gì? Sankhara. Sankhara ở đây đó là tất cả cái gì mà do duyên mà có, thì cái đó nó sẽ vô thường. Các pháp tục đế nó do duyên mà có, thì cái gì do duyên mà có thì nó sẽ vô thường. Ừ. Mà khi chúng ta nói đến chân đế đó, thì chúng ta đang nói tới Niết Bàn.